Theo ghi nhận của phóng viên tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, trên các ruộng rau xuất hiện tình trạng tồn dư nông sản. Một lượng lớn củ cải, cà chua chưa được thu gom mà vứt bừa bãi ngoài môi trường. Những người nông dân ở đây cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các quán ăn, trường học tại nội thành Hà Nội không tiêu thụ khiến rau tồn đọng nhiều. Giá củ cải mà hợp tác xã Đông Cao thu mua cho người dân chỉ khoảng 1.000 đồng 1 kg và cà chua là 1.300 đồng 1 kg. Gia đình chị Nguyễn Thị Hải, thôn Đông Cao phải vận chuyển hàng tấn củ cải trắng đi đổ vì không tiêu thụ được, mặc dù giá đã kịch sàn. Lứa đầu thì được độ 5-6 triệu một sào, thì đến lứa này thì đổ bỏ, không được bao nhiêu, thế là hòa mà thậm chí còn nỗ, không được đồng nào. Nhà em là kiểu là nó bị già quá, nó để lâu quá nó không bán được đấy, thì mình xấu không sử dụng được nữa thì mình bỏ. Nếu bỏ chắc anh bỏ hơn chục tấn. Cứ ai mà nó già quá không bán được gì thì người đấy phải bỏ đi. Cái đó mình phải chấp nhận chứ, là vì người ta làm sao người ta có thể hỗ trợ được hết tất cả cái bãi của mình rộng như này. Thì hỗ trợ được đến đâu thì đến ai thì người đó được. Bây giờ người ta chẳng thu mua thì đổ đi để làm cái khác chứ sao bây giờ. Nhưng mà chị cắt bỏ ấy là các xã chưa đi mua, thế lại không ai ra để giải cứu hết. Bây giờ rẻ quá thì bỏ đổ xuống mương để chuẩn đi làm dưa chuột. Theo quan sát của phóng viên, trên các ruộng rau ở thôn Đông Cao còn tồn đọng khá nhiều nông sản, có loại vừa thu hoạch tươi ngon nhưng cũng có loại để lâu bốc mùi xú uế rất khó chịu. Đáng nói, có hộ dân đã huy động xe tải đổ hàng tấn rau củ xuống bãi ven sông Hồng. Lý giải về việc này, ông Đàm Văn Đua, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao cho biết: Thực trạng cái vấn đề mà đổ nông sản ra rìa sông là không đúng. Rau mà chúng ta đứng đây giáp đây là cái tàn dư sau thu hoạch. Đây là một số hộ dân thiếu ý thức đổ ra cái môi trường đây. Với cái tinh thần chung ấy, chúng tôi sẽ yêu cầu tổ bảo vệ nghiêm cấm cho bà con nhân dân đổ ra rác thải thứ nhất. Phần thứ hai để chúng tôi sẽ khắc phục, sẽ chôn lấp, có thể là chôn lấp mà khử thuốc để đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Phóng viên đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tráng Việt liên quan đến vấn đề trên. Ông Đàm Văn Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: Cái việc mà các thông tin một số báo đài đưa tin là dân Đông Cao đổ bỏ rau củ cải bỏ đi cũng như là đổ ra môi trường thì cái tin này không xác thực. Còn cũng thông tin là một số công dân của chúng tôi là khi mà tập thể không quản lý chặt chẽ thì đã lợi dụng cái gần rìa sông, rìa đầm là sẽ đổ cái xác thực vật sau thu hoạch. Thông tin đưa tin là chúng tôi yêu cầu hợp tác xã là đơn vị quản lý trực tiếp đối với vùng sản xuất được kiểm tra ngay, tại vì là đối với công dân thì phải xử lý đổ xác thực vật đúng nơi quy định để tập thể còn xử lý môi trường, và nếu cái tình trạng ấy diễn ra thì tập thể hợp tác xã phải chịu trách nhiệm thuê máy múc, xe vận chuyển để xử lý ngay cái vấn đề này. Để người nông dân không còn cảnh đổ bỏ nông sản, các chuyên gia kiến nghị một số giải pháp như định hướng đầu ra cho sản phẩm, chế biến sản phẩm mới, đồ khô, đóng túi, kết hợp làm nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, tái sử dụng rau củ thừa để làm phân vi sinh, và quan trọng nhất là vận động người dân cân đối giống phù hợp, tránh tràn lan khó tiêu thụ.